Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Vườn Hoa Kiển Thiên Mộc. Hôm nay Vườn xin giới thiệu đến các bạn một giống hoa dendro nắng có tên là dendro xanh táo. Đây là một loại có cái màu rất là lạ các bạn. Cái màu giống như trái táo xanh bán trong siêu thị. Cái này hôm trước mình đã từng giới thiệu đến các bạn ở trong cái clip về hoa dendro xanh cớm. Thì hôm nay nó nở nhiều hơn một tí thì mình review riêng cho các bạn xem. Cái bông hoa này ở ngoài, cái màu ở ngoài nó nhạt hơn, nó tươi hơn nha các bạn. Mình quay vô máy sao thấy nó hơi tối tối. Đây, cái cây này mình có ít lắm, lâu lâu nó mới được cây nở bông nên mình lấy cho các bạn xem hoa luôn, sợ mai mốt bị mất giống luôn rồi không có quay được. Chứ cái chùm này nó không có được nhiều hoa lắm, bị gãy nữa nè. Cái này cái kiểu cánh nó cũng khá là đẹp ha các bạn, kiểu hoa nó đẹp, hoa nó thơm thoảng 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 thôi chứ không có thơm nhiều đâu. Nó được cái màu sắc lạ, cái màu nó giống trái táo xanh, mình kêu là dendro xanh táo. Cái loại này nhìn nó rất là đặc trưng, không có nhầm lẫn với các hoa khác đâu bạn. Thường là những loài hoa mà màu xanh thì nó sẽ có cái sắc vàng nó rất là nhiều, có cái loại này cái xanh nó rõ ràng luôn ha. À, cái xanh này nó giống với xanh của Mekong các bạn. Mekong thì nó có viền trắng, còn cây này nó không có viền. Bông này nó khá là to, cái kiểu cánh to mà thun thun như thế này là kiểu hoa to nè. Lá nó là sẽ nhọn dài và hơi cong như thế này, nó cũng xuyên hoa lắm các bạn. Do cây này nó không có tốt, các bạn trồng nó tốt thì nó hoa nó nhiều thôi. Tiếc là nó không có thơm nhiều ha. Này các bạn trồng dạng sưu tầm thôi chứ mình thấy cái màu nó không có nổi bật lắm. Nếu mà trồng riêng một mình nó thì thấy nó không có nổi mà. Bạn trồng phải chung với những cây màu tím, màu hồng đó thì nó có nhiều màu nó chọi nhau thì nó nổi bật hơn. Chứ trồng riêng thì thấy nó rất là đơn điệu. Cái hoa này cái màu nó khó lên hình ghê, mình phải lấy nét liên tục này. Rồi chúc các bạn ngắm hoa vui vẻ nha. Xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.